Chào các bạn. Có một cái cảnh nữa Thanh Long muốn khám phá cùng các bạn, đó là hôm nay cảnh sông ở đây nó rất là đẹp và nó nhiều nước hơn mọi ngày. Thì cái đây là cái cầu rất là dễ thương luôn. Các bạn có thể nhìn những cái cầu này nè. Cảnh đúng là nhìn giống như là cảnh vật thiên nhiên gì đó. Cầu, sông, suối rồi có những cái cây hai bên trông rất là đẹp. Cái cảnh vật thiên nhiên ở đây nó rất là giản dị, bình thường. Không ai nghĩ rằng xứ Canada xứ lạnh tình màu, con xứ lạnh tình màu là sao? Có nghĩa là người Việt ở đây họ cũng rất là ấm áp tình người, cho nên người ta gọi là xứ lạnh tình màu, hoặc là mọi người có thể là giúp đỡ lẫn nhau. Thì giống như là thân thân gì đó, trên tất cả các bạn trên khắp mọi nơi sống xa tha hương, để mà giống như có một cái sự gần gũi thân thiện hơn. Thì thông qua cái chương trình này á, Thúy Ngân muốn các bạn hãy chiêm ngưỡng cái cảnh vật thiên nhiên ở đây, nó rất là bình dị và cũng giống như là ở quê của Việt Nam mình vậy đó. Cái con đường này là lên hai bên, đây là cầu. Đồng hành và theo dõi video của Khánh Ngân, để mà Khánh Ngân lúc nào cũng có những cái điều mới mẻ, cũng như là Khánh Ngân luôn đem những cái video mới và có những chia sẻ cuộc sống của người Việt Nam tại Canada, để giống như món quà tinh thần để gửi đến quý vị và các bạn cùng xem qua màn ảnh nhỏ của channel Anh TV. Thì một lần nữa Khánh Ngân chúc mọi người, mọi nhà ở trên đất nước nơi xa quê hương xứ sở, dù có ở đâu đi chăng nữa cũng cảm thấy ấm áp tình người. Thì Khánh Ngân chúc mọi người luôn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Khánh Ngân hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye cả nhà.